tháp Minh Phong, một địa điểm check-in của người dân địa phương cũng như khách du lịch trên mọi miền đất nước khi đến với thành phố biển Tuy Hòa. Tháp là một bài ca Phú Yên được viết lên từ gió, một công trình kiến trúc độc đáo có ngôn ngữ nghệ thuật kiến trúc sâu lắng đang là điểm đến hấp dẫn đối với mọi người. Tháp Minh Phong nằm tại quảng trường Minh Phong rộng lớn, tại điểm đầu của đại lộ Nguyễn Hữu Thọ giao với đường Độc Lập ở thành phố Tuy Hòa, là nơi đón nắng gió biển vào sâu trong lòng đô thị. Tháp Minh Phong được xây dựng từ năm 2020 và chính thức đưa vào hoạt động cùng quảng trường Minh Phong từ năm 2021 với tổng số vốn đầu tư lên đến 128 tỷ đồng. Được xây dựng từ ý tưởng của công ty Houdi Architects của Pháp đề xuất, thiết kế kỹ thuật và thiết kế thi công là tư vấn trong nước. Công trình có ngôn ngữ kiến trúc khắc họa lại câu chuyện huyền sử trăm trứng, trăm con, kết hợp với ý tưởng được lấy từ nguồn cảm hứng cảnh quan thiên nhiên gành đá đĩa, một di sản quốc gia đặc biệt. Công trình này vừa gần gũi vừa mang giá trị văn hóa nghệ thuật cao. Theo quy hoạch dọc công viên biển Tuy Hòa, các công trình chỉ được phép xây dựng cao dưới 45m so với mực nước biển. Hiện tại tháp Minh Phong có độ cao là 42m. Phần xây dựng có quảng trường trung tâm với diện tích 7.190m2. Tháp Minh Phong mang tính biểu tượng tỉnh Phú Yên. Công trình cấp 2 gồm 2 tháp đối xứng. Một tháp cao 28m, một tháp cao 34m so với cốt sân. Công trình có kết cấu lõi bê tông cốt thép, bên ngoài toàn bộ ốp đá granite bằng hệ neo Anchor SUS. Hệ móng cọc bê tông cốt thép ly tâm ứng lực đường kính 300mm với chu kỳ an toàn của công trình là 50 năm. Tháp được xây dựng trên quảng trường Nghinh Phong rộng lớn, nơi có biển trời xanh. Quảng trường Nghinh Phong là một hạng mục trong tổng thể công viên biển Tuy Hòa. Có chiều dài khoảng 10 km từ cửa sông Đà Diễn ra đến cửa sông Đồng Nai giáp với huyện Tuy An. Ở giữa khe Nghinh Phong được gắn các mảng phù điêu tạc trên những phiến đá granite,
chạm khắc bởi những nghệ nhân người Phú Yên như một hình thức kể lại câu chuyện lịch sử, nhắc nhở chúng ta về cội nguồn cha ông khai phá đất và xây dựng quê hương Phú Yên. Quảng trường Nghinh Phong gần như là biểu tượng mới của tỉnh Phú Yên tại thành phố Tuy Hòa. Thank you.
ai khác.